Trăng nghiêng đỉnh núi Hồng Lam, ngân nga câu hát em giờ thương ai. Hỏi trăng bao tuổi rồi trăng, mà anh đây chưa vợ em còn thanh xuân. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Rất vui chào gặp các bạn trên kênh Vlog Nhân Ve Chai TV, hay người ta thường gọi là Nhân Đồng Nát. Thì cũng một thời gian rồi mình không lên video. Hôm nay mình tiếp tục lên video, chia sẻ một số vấn đề mà các bạn quan tâm trong số thời gian qua, cũng như những bạn đã gọi điện hỏi mình về cái vấn đề là mua ve chai, rồi thu nhập ve chai, rồi làm nghề ve chai có giàu không anh. Thì hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn biết một số vấn đề về mua ve chai, thu nhập ve chai và làm nghề ve chai là nó có giàu hay không nha. Thì thực tế cuộc sống này các bạn này, cái ngành nghề ve chai á thì nó cũng là một cái ngành nghề lao động phổ thông, cũng là cái nghề để cho mỗi chúng ta là kiếm tiền cũng như bao cái ngành nghề khác. Và cái ngành nghề ve chai này thật ra thì nó cũng không cần phải đòi hỏi về bằng cấp, và cũng không cần quen biết nhiều về ông làm ông này ông kia, tức là không cần phải quen biết là những người ông làm việc này nào kia. Bởi vì đây chúng ta đi mua bán ve chai thì đến các nhà dân, các xưởng, các này nào kia thì chúng ta mua bán. Còn cái vấn đề mà quan hệ để làm ăn này nào kia thì nói chung đối với những người làm ăn lớn thì đó là việc của những người làm ăn lớn. Còn đối với những mình như mình đây là người buôn bán ve chai, buôn bán hàng ngày để kiếm cơm, kiếm áo, kiếm gạo đấy, thì mình cũng là không nặng về cái vấn đề là quan hệ biết ông này ông kia đấy. Thì đối với nghề buôn bán ve chai thì nhiều nhiều rất 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 nhiều bạn cứ hỏi mình là anh ơi, cái ve chai này mua rồi bán ở đâu và cái nắm giá cả như thế nào. Thì thực tế nói với các bạn rằng á, cái nghề ve chai này thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi, tức cái nghề ve chai mình thì mua ve chai mình bán ở đâu, thì mình mua ve chai mình lại bán cho những người mua ve chai, tức bán cho những người mờ vừa mua ve chai. Thì những người mờ vừa là những người như thế nào? Những người mờ vừa là tức là những người họ thu mua phế liệu, có cái bảng đó, thu mua giấy rồi thu mua sắt, thu mua đồng, thu mua nhôm, thì nói chung vân vân và vân vân, tất cả những gì họ thu mua thì chúng ta đi ra đó hỏi giá cả từng mặt hàng, rồi chúng ta lại đi mua. Ví dụ hỏi sắt ở vừa mua bao nhiêu, ví dụ ở vừa mua 1 kg 8.000 thì chúng ta đi mua 7.000, 6.000, 5.000 hay bao nhiêu nghìn mặc kệ, mặc làm sao chúng ta về bán có lời là chúng ta mua. Tức là các bạn phải biết được đầu ra thì lúc đó các bạn mới đi mua đầu vào được. Thì các bạn muốn biết thì Nhân đã chia sẻ các bạn rất nhiều rồi, và chạy ra cho vừa ve chai rồi các bạn hỏi là các mặt hàng thì các bạn cứ đi mua bán thôi, rất chi là đơn giản. Mua được thì kiếm được nhiều tiền, mua ít thì kiếm ít tiền, và không mua thì coi như không kiếm. Nó đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì là phải khó khăn. Đó là nói, nhưng thực tế mua bán ve chai cũng đòi hỏi là cái sự kiên trì, chịu nắng chịu mưa, chịu khổ vất vả rồi hôi thối này nọ kia, đó là điều tất nhiên mà mình đã gửi gắm và chia sẻ tất cả những video để cho mọi người biết được. Chứ không phải cái ngành nghề ve chai này không phải như người ta nói, cái ông kia buôn bán ve chai giàu lắm, cái bà kia làm nghề ve chai rất nhiều tiền, cũng có thể đúng. Nhưng chúng ta muốn biết được nhiều tiền hay không, giàu có hay không, thì chúng ta phải ở trong trường hợp đó chúng ta mới biết được. Để mình phân tích cho mọi người biết một số trường hợp ve chai giàu hay nghèo. Ve chai á cũng có người giàu và cũng có người nghèo. Tức ở đấy giàu á tức là những người thu nhập cao, và nghèo là những người thu nhập trung bình, ngày 2-3 trăm nghìn thì đó là những người thu nhập trung bình.
Bởi vì trong buôn bán ve chai, nhưng người mua bán ve chai hàng ngày, đây các bạn thấy ra đường mà thấy các bà, các chị, các cô, các bác đi mua ve chai đó, thì họ cũng kiếm được ngày là 200-300 nghìn, 300-400 nghìn đó, thì họ cũng đủ sống trong gia đình, chứ thực tế họ cũng không giàu. Đấy, họ cũng kiếm cơm chúng như đi làm công nhân như vậy thôi. Còn giàu đối với người ve chai phế liệu thì đó là những người mở một ve chai, tức là những người thu mua ve chai phế liệu, tức là họ mở vừa ra, rồi những người đi mua mua như mình, họ mình bán lại, thì đó là những người thu nhập là cũng cũng cao. Và những người đó cũng chưa cao bằng là những cái vừa mà chuyên mua chắc sắt, chắc đồng hoặc các nhôm, tức là họ chỉ mua một hai mặt hàng thôi, tức là mua sắt hoặc mua đồng, mua nhôm một vài mặt hàng như thế. Còn có nhiều vừa thì họ chỉ mua chắc sắt, thì một ngày trung bình của họ thu mua có thể là mấy, lên đến hàng chục tấn, hàng trăm tấn. Thì các bạn cái số lượng tấn đó thì các bạn răn ra tiền thì các bạn phải biết, bởi vì trong một ký sắt người ta mua thì lời ít nhất đến 500-700 đồng đấy, tức là một tấn sắt thì người ta cũng kiếm được là 500-700 nghìn, mà 10 tấn sắt thì chúng người họ họ trừ chi phí rồi thì cũng kiếm được là mấy triệu đó. Mà một ngày thu mua cả mấy chục tấn sắt, cả mấy trăm tấn sắt, thì nhân hỏi với các bạn là họ có giàu không? Giàu, một tháng thu nhập cả mấy tỷ thì sao không giàu? Đó, giàu thì đúng, nhưng khi chúng ta để nói, có nhiều người bạn vào kênh YouTube mình nói ui chả đi mua ve chai lời lắm, giàu lắm, và mua một bán lời mà bán 10, thì thực tế các bạn nhiều lúc ở đây là chúng ta không phải là nói đề là cái vấn đề không phải tranh cãi nhau, thì bởi vì thật thì các bạn bây giờ xã hội bây giờ khôn rồi, con người giờ ai cũng khôn hết, và ai cũng ăn cơm, và ai cũng biết nói biết đọc, không phải như trước đây. Và giá cả thì bây giờ trên mạng xã hội rất nhiều, nên cái gì họ cũng nắm được, nên cái vấn đề mà mua một bán 10 thì nói thật các bạn có đâu. Cái mua một bán 10 đó thì có dành cho những người mà đi mua, tức là đi mua gian lận đó. Đấy, giống như mà là mấy cái xe mà vào công ty cân mà vừa rồi mới bị bắt ở Đồng Nai đó, thì đó đó là những người đó giàu thật, nhưng mà nó có cái giá nó các bạn, giàu ấy nhưng mà nó có giá của các nó kiếm tiền được, nhưng mà có đến khi họ phát triển ra thì cái giá phải trả nó rất đắt đấy, vừa đền bù tiền nó có thể đi tu, nói thật các bạn, bởi vì trong buôn bán gian lận này nào kia người ta phải là bồi thường, nên cái gì nhân biết được á thì nhân nói với các bạn ấy. Còn mà cái vấn đề là giàu có hay không thì ở mỗi người làm việc, còn đối với như nhân ve chai đấy á, thì thật sự đó các bạn là buôn bán là chỉ kiếm sống hàng ngày thôi, ngày có thể nhân làm được có ngày 200-300, có ngày 500-700, có ngày 1 triệu 2 triệu, thì thu nhập trung bình thì tháng trên chục triệu, nói chung nó là được, tức là nó thoải mái. Vất vả thì vất vả thật, nhưng mà nó thoải mái về thời gian, nói chung làm nhiều thì mình ăn nhiều, và đi mua hàng được nhiều á thì mình lời nhiều, mà được ít là mình được lời ít thôi, nói chung nó phù hợp với cái công sức của mình bỏ ra thôi. Chứ thực tế cái vấn đề mà các bạn muốn làm ve chai rồi để muốn mau giàu á thì nó thật các bạn là mới làm không có đâu. Nhân nói với các bạn rằng làm nghề gì vậy, mới vào làm mới khởi nghiệp mà đòi cho giàu có, thì nhân nói với các bạn rằng khó lắm, thật sự các bạn luôn đó, rất cực kỳ là khó các bạn ạ. Nên chúng ta làm nghề gì cũng vậy, chúng ta cũng phải từ từ, chúng ta phải tìm hiểu thị trường, tìm hiểu các đối tác, tìm hiểu các mối làm ăn, thì chúng ta mới có thể là, tức là từ làm một người người nhỏ lên một người lớn được. Đó là đối với những người mà có máu mặt kinh doanh, người muốn trở thành là một người tài giỏi kiếm tiền, thì đó cái ngành nghề ve chai này cũng là để cho chúng ta thể hiện một con người là kiếm tiền đấy. Còn đối với như mình đấy á, thì nói chung sức lực có hạn và sự hiểu biết về những gì như vậy thôi, nên mình chỉ làm là trong những gì mà cảm thấy mình phù hợp với bản thân,
có thu nhập cho gia đình thì mình là làm thôi. Đấy, về đây là những gì mà mình muốn gửi gắm cho các bạn trong cái video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Chúc các bạn sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chào các bạn.